Chúa, thì Chúa cũng dùng những người Tân Tòng ngày hôm nay là đạo Phật mà lại đi loan truyền tin mừng của Chúa cho người có đạo cũng như cho người không có đạo. Còn bà được ơn gì của Chúa? Con Trần Thị Cừ, hôm nay Trần Thị Chuồng cái gì? Trần Thị Cừ, 72 tuổi, ở làng Thịnh Quế, tỉnh Cần Thơ, huyện Thốc Nốt. Bây giờ 72 tuổi, lên làm ơn chứng cho Chúa. Hồi đó con đi qua đây hồi tháng Giêng năm rồi. Rồi cái hai cái giò con đi không được cha. Rồi cái giờ con đi được. Rồi thằng con nó đi với chung với con đó 33 tuổi. Cái nó mới té xe hồi tháng 6 năm rồi. Cái nó gãy cái xương cầu này nè cha, bên tay trái này. Cái bây giờ cái con cầu xin Chúa, cái Chúa ban cho nó, cái nó mạnh giỏi, nó đi mần mướn người ta, nó đi mần hồ 3 tháng nay rồi. Là hai ơn, một là của bà ấy, là bà ấy không đi được, bà ấy không đi được, mà bây giờ bà ấy đi được. Rồi đứa con của bà ấy là bị té gãy tay, bây giờ cũng đã được khỏi, đi mần hồ rồi. Bây giờ rồi bây giờ sau đây á, thì con nói xin cha, con cầu xin cộng đoàn, cầu xin cho gia đình con đó. Con có thằng con trai á, nó có vợ người Miên, cái vợ chồng nó đánh lộn không có tháng nào, tháng đánh 3-4 lần nó chém giết cái nhà, nó uống rượu hoài. Cái con cũng cầu xin Chúa, 3 tháng nay nó cũng đỡ rồi. Rồi giờ cũng như là con cũng không nghèo khổ lắm. Bữa nay đi chứ con không có tiền, hai chị hai ở trong kinh ghê đó. Cái đoàn xe cái cho con mượn được 300 ngàn. Cái con đóng tiền điện người ta hơn 100, còn có 200, con đi xe có 150 hả cha? Rồi, bà... Bây giờ tôi, bà là người đạo, đạo gì? Đạo Cao Đài. Một tràng pháo tay cho bà đạo Cao Đài, thưa anh chị em. Vâng, bà là người đạo Cao Đài. Rồi bà... Lắm. Con tin dữ lắm đó. Còn năm ngoái con đi được cái về con mừng nha. Con mua cái đĩa của cha đó. Con hát hoài tối ngày sáng đêm 3 bữa gài con để quên trong nhà của đứa em. Buồn hết sức rồi, nghe nói đi trên trà có con mừng hết biết rồi, con không ngủ được. Nghe mà đến giáo điểm tin mừng là mừng đến mức độ mà cái... hai đêm rồi không có ngủ được. Cái tôi cái nói cái tôi đưa cái đĩa cho người ta, cái ta nghe đó, bây giờ con đi trong này là 5 người đó, mà người ngoại đạo không à. Con đứa con gái với một năm 3 người ở ngoài số 2. Người ta kêu con biểu con đi lên trường cho Chúa, đang đi theo nhiều lắm mà con không có được xe đi. Rồi, đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Bà nói là cái này bà gọi là cái gì? À, cái radio của cha giảng đạo. À, cái radio của cha giảng đạo. Ở này là cái radio ngoài Bắc gọi là cái đài, trong Nam nó thành cái radio. Rồi đây. Con dốt lắm, con không có biết chữ cha ơi, mà mừng lắm. Con biết đọc kinh không? Con không biết đọc kinh, con đọc kinh là tín thác vào Chúa, là Chúa Giê-xu, lòng thương xót, được đó ba câu hà. Vâng rồi, đây tôi gửi cho bà tiền xe nha, để bà về bà trả nợ cho người ta, chứ tội nghiệp bà không có tiền mà đi mượn nợ người ta mà đi xe. Bây giờ bà tôi gửi tặng cái máy thứ hai nữa là cho cái vợ chồng cái thằng mà nó lấy vợ Miên, mà hai vợ chồng nó đánh nhau chém nhau suốt á nha. Con khổ lắm trời. Rồi bây giờ còn muốn lấy mấy cái nữa? Bây giờ cha con cho con xin nhiêu thì con xin cái nấy, đằng con xin con tính con đi bữa nay đó là con mua vài cái đó, mấy đứa em nó mấy cái rồi. Thì cha cho con bao nhiêu thì con nhận bao nhiêu. Thì bà tính bây giờ xin hai cái nữa đi. Hai cái nữa đi. Rồi hai cái nữa đi. Rồi xin hai cái nữa đi. Giờ xin hai cái nữa đi. Rồi con cảm ơn cha. Giờ con đi lan truyền đó. Con nói con bữa nay con đi con có tiền con mua hai cái. Nãy con mượn cái nhỏ kia 200 ngàn con đi mua cái thẻ. Nói không có, con không có tiền đủ mua cái này. Thôi cảm ơn cha với cộng đoàn cũng cầu xin cho con đó, đặng con mạnh khỏe sống với con. Chín đứa con đặng. Mấy? Chín đứa. Ông còn không? Ông chết năm nay 8 năm rồi cha ơi. Dạ, rồi còn có hai mẹ con mà nó 30 mấy tuổi đó. Nó té, nó lòi cái xương cầu nó lên vậy mà con. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hình ảnh mà bà không có tiền đi xe, phải đi mượn tiền. Rồi muốn đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà không có tiền mua máy.
bà có hay mượn được 300 thì trả đóng tiền hết 100, ăn hết 100, còn lại 100 tính mua cái máy mà không đủ, mà mua cái thẻ thì không được. Cho nên là bà mới khóc vì lý do là bây giờ bà mua cái thẻ không được mà bà ôm một lúc 4 cái máy và bà cảm thấy nó lớn quá ngoài cái mơ ước của bà. Mà chúc mừng lắm trời, vì con đưa cho mấy đứa em con nó sủi bãi đó. Con một đứa em bây giờ nó bỏ Chúa 40 năm rồi mà giờ nó đi không được, bè nó đi không được, cho nên muốn đi con làm ra cái thẻ gì cho nó nghe. Bây giờ nó muốn đi mà nó đi không ai dìu nó. Rồi, thưa anh chị em thấy không, bà 72 tuổi mà còn hăng say đi loan truyền tin mừng của Chúa như vậy. Trong khi đó mình là người linh mục, là tu sĩ mà không làm cái công việc đó, mà cứ suốt ngày cứ chỉ lo kiếm tiền, lo tranh giành nhà cửa đất đai để làm cái gì. Thưa anh chị em, suy nghĩ lại đi, có thấy xấu hổ với một bà cao đài 72 tuổi hay không? Người ta loan báo tin mừng như vậy đấy, còn mình loan báo tin mừng như thế nào, hay là mình phản chứng tin mừng? Thưa anh chị em, mời bà. Cảm ơn bà. Rồi, xin mời ông Lê Đệ cho một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, ta còn hy sinh đến mức độ như vậy, ta không có tiếc cái gì, còn mình thì có đầy rồi mà vẫn còn tham, lòng tham vô đáy như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Mỗi lần nhân chứng lên là mỗi lần Chúa mời gọi mỗi người đấm ngực mình